trời, trời ơi, ăn cái kẹo chi mà cho nó lẻ cái lưỡi dữ vậy trời. Chay, con thấy Vincent với Bali đi công viên water park không? Nhắn mắt đi park. Con muốn đi không? Em đi vân vân. Ôi là phèn, ông ấy đá phèn. À, con có người con voi đúng rồi. Em con voi, con voi mẹ ơi. Muốn con voi, mong mốt về Việt Nam mày dẫn đi đi coi đầm sen nha, đầm sen nước nha. Con nói đi, con muốn đi đầm sen nước. Dạ Vân đi. Vincent đó, Vincent tắm mà đầm sen nước đó. Con nói đi, con muốn đi đầm sen nước. Nói đi. Nói con muốn đi đầm sen nước. Đầm sen nước. Đúng rồi. Trời ơi, Vincent với Bali sướng dữ ta. Rồi đi đầm sen nước luôn, chay bên đây dịch không được đi gì hết trơn á. Tội nghiệp em kia. Muốn đi không? Mong mốt mày dẫn mày chân đi ha. Dẫn đi với Vincent. Muốn đi với Vincent à? Đó, chay đang coi Vincent với lại Bali đi đầm sen nước á cô chú. Anh em vui nè. Con vui slide nè. Con vui với slide đúng rồi. Đúng rồi, leo lên con vui cái trượt xuống cái rớt xuống nước ha. Đã ghê, Vincent Bali xuống ghê luôn, chay không được cái gì hết. Rồi coi cái mặt kìa. Lé lửa đây. Lé lửa đây. Kìa coi coi kìa, coi coi Vincent nè. Ui trời, Vincent sướng dữ rồi cha. Đã không, Vincent sướng dữ không con? Sướng ghê luôn. Ui trời, Vincent sướng rồi. Chay mà gặp cái này là chay phái. Mong mốt mày dẫn con đi Kalamazoo nha, không phải à, phải cái không phải là Kalamazoo là cái gọi là cái gì ta, công viên nước ở Mỹ gọi là gì quên luôn, mất tiêu rồi. Nước. Ngồi xuống cái gì ấy? Cái gì cháy? Ngồi xuống đó, ngồi xuống. Xuống ghê, mình xịn mới ly, xuống ghê trời. Trời ơi, được leo đấy, con này là gọi là con gì á? Crocodile. Crocodile. Muốn leo crocodile. À, cũng muốn leo con cá sấu quá hả? Dạ. Trời ơi, mình xịn Bali xuống ghê tài. Mốt mốt, con nói con nhìn vô camera, con nói bà ngoại ơi, mốt dẫn con đi. Nói đi con. Bà ngoại ơi. Mốt dẫn con đi. Bà ngoại ơi. Nhìn vô camera chứ không phải điện thoại, bà ngoại đâu, cho điện thoại đâu, con nói bà ngoại ơi. Bà ngoại ơi. Con muốn đi đầm sen nước. Đầm sen nước. Nói lớn lên. Đầm sen nước. Nói lớn lên, con muốn đi đầm sen nước. Bà ngoại ơi. Nãy giờ nó tưởng nó chuyện điện thoại với bà ngoại, nó kêu bà ngoại ơi, nó chờ bà ngoại trả lời. Bà ngoại đang coi con trên video á. Con nói ba Bảo ơi. Con muốn đi đầm sen nước. Bà ngoại ơi. Bà ngoại sao? Bà ngoại ơi. Làm sao? Con muốn đi đâu? Không đi water table. Không đi gì water table. Con muốn đi water park. Đi water park. Không, con nói đi đầm sen nước. Đầm sen nước bà ngoại ơi. Trời đất ơi. Hi Audrey. Long time no see. How are you? Cái gì? What? You wanna play with the sand? Trời ơi, coi bà mang dài rồi, kia bà mang váy bọc đầm bà. Con tôi nó bụi đời vậy sao? Đó. Audrey, JD, did you give Audrey a hug? Yeah, aww. Oh, so cute. Con có nhớ Audrey không chay? Audrey, con có nhớ Audrey không chay? Đâu ạ? À? Where you going, JD? Daddy. Look at JD. Say, tell JD come back. Audrey, hello, how you doing? Good, how are you? Very good, thank you. Oh. Mẹ Audrey nói là hai đứa nó chạy tới ôm nhau. Hai đứa nó hồi nãy chạy tới ôm nhau mà lúc nó Ngọc. Trời ơi coi. Mà nãy Ngọc không có đó, Ngọc không có quay được. Bye bye chị đi. Trời đất ơi coi hai mẹ kìa. Ờ. Gì đâu ở trời. Hai đứa ngồi như chơi vậy đó, coi đó không? Thấy người ta ngồi bà đứng coi được không? Phong cách bà mà. Trời ơi, có hai đứa bạn ngồi làm tóc cho nhau nè. Coi cô chú coi nó vẽ nát cái tường nhà rồi thấy không? Trời ơi, Audrey. Are you singing? Yeah. Yeah. Trời ơi, you have a very good voice.
Trời ơi hát nữa. Chay làm tóc cho bạn đi con. Làm tóc cho bạn. Audrey. Audrey. Hả? Audrey sit down. JD gonna do your hair. Ok. That's my phone. What color is that? What color is this? Pink. What color is this? Green. What? Green. Green, đúng rồi. Rồi đó, hai đứa bạn làm tóc cho nhau. Dễ thương không? Hai đứa chơi dễ thương không? Trời ơi, coi kìa. Đó, cột tóc lên cho bạn đi. Trời ơi, cô đã kẹp tóc bạn đó kìa. Trời ơi. Không có cột tóc không con? Trời ơi. Bạn lỡ tay, bạn lỡ tay con. Bạn lỡ tay. Audrey kìa. Do you want some medicine? Yeah. Go, go, go and take your medicine. What's wrong? Oh, she fell and hit the back of her ear. Oh, and it's swallow? Swollen? Yeah. Oh. Good job. Wow, JD, look how good. How good. See how good Audrey taking the medicine? Audrey uống thuốc giỏi ghê. Audrey bị té xong rồi cái đụng lỗ tai rồi cái bị sưng lỗ tai. Giờ uống cho nó xẹp xẹp cái sưng xuống. Thầy này của con hả? Cái của con cái ngoài xe mẹ của mẹ rồi. Con thôi mày làm biến đi lấy quá. Lấy chai nước bình thường uống đỡ đi chứ làm biến quá. Rồi Audrey uống thuốc giỏi ghê ta. Rồi giống nhau. Chị tính lại chị ôm Audrey mà Audrey. Rồi, bây giờ mẹ sẽ để điện thoại đây rồi con tự động con hát cho cô chú nghe nha. Chùi miệng nó coi cái miệng dơ quá. Ừ. Thôi chùi nhẹ nhẹ thôi chứ chùi chứ mà rát mặt rát mày đó hè. Cái da mỏng lắm đó. Louder. Đây nè, mẹ chỉ cho con nè. Khi mà mẹ mở cái camera lên mà con gặp cô chú á, con phải nói cô xin chào cô chú. Hôm nay con sẽ hát bài Let It Go rồi con mới bắt đầu hát, hiểu không? Rồi con nói cô xin chào cô chú. Nói cô xin chào cô chú. Xin chào cô chú. Hôm nay con sẽ hát bài. Hát bài Let It Go. Hát bài Let It Go. Đúng rồi, hát đi. Nói nè. Nói nè, con bắt đầu nha. Đó, dạ con chào cô chú. Hôm nay con sẽ nói nè, dạ con chào cô chú. Hôm nay con xin gửi tới cô chú bài hát Let It Go. Con sẽ bắt đầu nha. Rõ, bắt đầu mình mới vô mình hát. Chứ mà mình đưa cho cái mình Let It Go, Let It Go, mình không có giới thiệu gì cho khán giả nghe vậy. Thôi, đã đi.
Rồi giờ học gì nữa? Ủa con này con gì ta? Con axe. Tiếng Việt là con trâu. Con nói đi, con trâu. Con trâu đúng rồi. Sách gì vậy? Con này con gì? Con này con gì? Quá trời chó luôn hả? Con này con gì con? Trời ơi trời, giờ con nãy con kêu mẹ dạy con đã, giờ mẹ dạy con nói con thôi mẹ ơi đừng dạy con hả? Con nói gì kỳ vậy? Thiên ngành không. Khổ chay nè. Chay con này con gì chay? Đâu phải bậy à. Thôi thôi chị không biết rồi, con này con heo. Đúng rồi. Con này con gì? Con đăng kỳ. Đăng kỳ nè, đăng kỳ là con lừa. Con nói đi. Con nói đi con lừa. Con nói con lừa đi. Con nói đi con lừa. Thôi không học nữa, thôi mày đi. Thì con học đi mẹ chỉ nè. Con nói con này con gì? Con cừu. Rồi bây giờ chơi học những con thú cho cô chú coi nha. Con nói con gì? Con nói là con nói nè. Flamingo. Flamingo nhưng mà tiếng Việt là. Hả? Đúng rồi, flamingo tiếng Việt là con chim hạc. Con gì hạc? Đúng rồi. Con gì hạc thôi chứ. Chim hạc sao? À nó đứng vậy đó hả? À chim hạc nó đứng vậy đó, đúng rồi. Rồi bắt đầu con này con gì? Mèo, mèo. Con mèo, đúng rồi, con này con gì? Con wolf. Con này là con wolf, đúng rồi. Con wolf tiếng Việt là con gì? Con chó sói. Con chó sói. Đúng rồi, con này con gì? Peacock. Peacock. Peacock là con chim bồ công Anh. Làm sao? Con chim bồ công Anh sao? Con nói đi chim bồ. Con nói chim bồ công Anh. Con nói đi con chim bồ công Anh. Quá trời luôn hả? Đây nè, rồi nhưng mà con nói cô chú nghe, con này con gì? Con gì? Con gì? Con gì? Thôi tắt cô chú điên chay không chịu nói. À con đang làm cho cô chú, con đang làm cho cô chú coi hả? Không biết rồi, biết rồi, nhưng mà con nói con gì á? Con snake. Con snake. Con snake tiếng Việt là con gì? Con rắn. Con rắn. Đúng rồi, con này con gì? Tiger. Tiger tiếng Việt là con gì? À tiger tiếng Việt là con gì? Con cọp. Con cọp. Wow. Rồi con cọp, wow vậy đó hả? Dữ rồi ta. Rồi, còn con này con gì? Ngồi xuống coi con này. Ngồi xuống đây kia. Thôi, không ngồi xuống đó, ngồi xuống đàng hoàng. Thôi mày đi rồi nha, không mày thôi mày đi, không đọc sách chay nữa. Ngồi xuống. Con này con gì? Con này con gì? Con này con gì đấy? Tiger. Đó bảy, con này con gì? Turtle. Turtle là con gì? Turtle là con rùa. It's a hippo. No, không phải. It's a snake. Còn đúng rồi, con rắn. Rắn nè. Con này con gì á? Giraffe. No, phải giraffe. Giraffe. No, giraffe. Giraffe. No, giraffe. 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 Good job. Giraffe. Are you? Con nói đi, hươu cao cổ. Đúng rồi, tiếp tục. Con này con gì? Hươu cao cổ. Con này con gì? Horsey. Horsey nhưng mà tiếng Việt là con gì? Con ngựa. Con ngựa. What's tiger here? Cái này là con lion. Lion là con tiếng Việt là con gì? Con sư tử. Con sư tử nhá. À con sư tử vậy đó hả? Này con này con gì mà cái đầu của nó chúi xuống đất nè. Con gì cái đầu của nó chúi xuống đất? Nè cái con này à, gọi là little brown bat. Yeah. Là biết con dê. À cái đầu nó chúi xuống đất đó con, nhưng mà con biết tiếng Việt là con gì không? Con dê. À cái đầu nó chúi xuống đất vậy đó, đúng rồi, con dê. Con gì? Con dê. 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 Rồi con này con gì nè? Con này con gì? Octopus. Octopus. I'm the like octopus. You don't like octopus? Yeah. Octopus là con bạch tuộc. Mẹ
con bạch tuộc. Con không thích con bạch tuộc hả? Dạ. Sao vậy? Oh, panda. Panda. Gấu panda. Panda. Ờ, cái con đó là con báo đó con. Leopard. Leopard. Là con báo. Oh, con nói đi. Con nói. Con. Con nói đi. Con báo. Con báo. Rồi con này con gì? Oh, giống nhau. Giống nhau. Con gì? Yeah, ờ, hai con khỉ. Con khỉ ổn. Hai con khỉ ôm nhau sao? Hai con khỉ ôm nhau sao? Ồ, hai con khỉ ôm nhau vậy hả? Ồ, hai con khỉ ngồi ôm nhau vậy đó. Ồ. Dạ, ôm vậy. Ôm vậy hả? Rồi con gì nữa? Xô gì mà ôm nhau, xô gì? Xô sao? Xô mẹ sao? À, hai con khỉ ngồi vậy mới đúng rồi. Đúng rồi, hai con khỉ ngồi vậy mới đúng rồi. Đúng rồi. Rồi, đi qua đây học tiếp. Học tiếp, lễ lên mẹ. Học mẹ dạy, lễ lên. Rồi, giờ tự nhiên lấy sách ra nó mẹ ơi, dạy con. À, nó ôm sao, nó ôm sao, con khỉ nó ôm sao, con khỉ đâu phải nó ôm sao bậy rồi, nó ôm mà ôm vậy nè, đó ôm vậy nè, thấy không? Rồi lại đây, rồi bắt đầu học tiếp đi, bắt đầu học tiếp, lẻ lên thôi, tắt cô chú. À đúng rồi, ôm vậy đó, đúng rồi, ôm vậy đó, đúng rồi. Rồi đi lại đi học tiếp, lẻ lên. Rồi bây giờ ngồi học tiếp nha, ngồi xuống. À, ngồi xuống thôi đi. À, không ngồi đâu. Happy face. Sao happy face? Cái con đó là con rắn hổ mang. Rắn hổ mang. Ừ, rắn hổ mang vậy đó, đúng rồi. À, con này con gì? Ừ, con rắn hổ mang thì ghê lắm á. Con này con gì? Butterfly. Butterfly. Mami.